mà không cần đến những thứ ấy được không? Đó là một thách thức mà ở châu Âu nhiều người đang muốn vượt qua. Một nữ phóng viên của tờ Kroner Zeitung ra tại Áo đã thử sống mà không sử dụng đồ nhựa trong 7 ngày liên tiếp. Đánh răng bằng bàn chải làm từ tre, thay sữa tắm và dầu gội trong hộp nhựa bằng xà phòng bánh, mang giỏ đi chợ và chỉ mua thực phẩm không gói bọc trong ni lông, mua sữa chua đóng trong lọ thủy tinh. Sau một tuần, cô này kết luận là có thể sống bình thường mà không dùng tới đồ nhựa, nhưng phải tổ chức lại cuộc sống theo một cách khác. Một phụ nữ tại Đức Anh còn đặt ra thử thách cao hơn là không mua thêm bất cứ đồ dùng nào có dính tới nhựa nữa trong năm 2018 này. Và tất nhiên là cũng tẩy chay mọi thực phẩm đóng trong túi ni lông. Một tờ báo Anh kể lại rằng cuộc sống của cô này phức tạp hơn nhiều. Ví dụ như muốn tránh cà phê đóng trong túi ni lông ấy, thì phải mang lọ thủy tinh theo để mua cà phê rời. Nhưng rồi cô này cũng đã trụ được gần hết năm, sắp vượt qua thử thách. Đó là một số ví dụ có vẻ cực đoan, nhưng mà quả thực là ý thức hạn chế dùng đồ nhựa đang tạo ra ở châu Âu một xu hướng tiêu dùng mới, và xu hướng này đang phát triển rất nhanh. Tờ Marianne ra tại Pháp nhắc lại là hồi mới cách đây có hơn 50 năm thôi, phát minh ra đồ dùng bằng nhựa đã góp phần cải thiện chất lượng sống của con người ra sao. Một vật liệu rẻ tiền, dễ chế tác đã tạo ra biết bao nhiêu sản phẩm tiện dụng. Thế nhưng vật liệu đó lại không dễ tiêu hủy, rác thải nhựa trở thành vấn đề nan giải. Các phân tử nhựa nhỏ li ti nhiễm vào chuỗi thực phẩm và từ đó nhiễm vào cơ thể con người. Nay thì công nghiệp và thương mại châu Âu lại đang phải cố chạy theo xu hướng tiêu dùng mới là tẩy chay đồ nhựa. Tại Cộng hòa Séc, một số siêu thị đã tổ chức gian hàng thực phẩm không dùng đồ nhựa để gói bọc, một cách bán hàng mới mẻ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mới nổi. Một tờ báo nước này kể lại là có vô số vấn đề nảy sinh. Không dùng túi ni lông bảo quản thì một số loại rau củ hỏng nhanh hơn. Dùng túi giấy thay cho túi ni lông không phải lúc nào cũng khả dĩ. Vậy là để giảm ni lông, phải tổ chức lại hoàn toàn từ khâu sản xuất cho tới lúc bán hàng. Ngành công nghiệp và các siêu thị cần có thêm nhiều thời gian nữa mới có thể đáp ứng. Thế còn lúc này ở châu Âu thì hầu như là bây giờ ai đi chợ cũng mang theo một vài cái túi vải có hình dạng như thế này. Nhỏ gọn nhưng mà tiện lợi và bền, bẩn thì giặt. Đó là cách tốt nhất để giảm rác thải ni lông. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.